Rồi bây giờ là mình sẽ làm một cái công đoạn là xào ốc núi sao cho nó ngon nha. Trước đầu tiên á là mình phải sắt gừng, bào vỏ gừng xong rồi mình sắt lá thái lát mỏng. Ốc á mình rửa cho sạch, là mình không có ngâm nước nha, tại vì ốc này nó không có dơ, mình ngâm là nó sẽ chết. Ốc này mình chỉ cần dùng cái bàn chải đánh răng mình chà nó cho sạch là được rồi. Okay. Rồi mình bắt chảo nóng lên. Xong rồi cái mình bỏ dầu vô, bỏ vừa đủ thôi nha, đừng bỏ nhiều quá. Bỏ dầu gì lên, xong rồi đợi. Rồi bỏ dầu vô xong rồi mình bỏ cái gừng vô mình xào. Mình xào, mình bỏ gừng vô mình xào để cho gừng nó án đi cái mùi này, nó thơm một chút xíu. Đó, mình đợi cho gừng nó cháy cháy lên có mùi thơm. Sau mình bỏ ốc vô mình xào. Rồi mình bỏ ốc vô mình xào. Cứ vậy mình xào nha. Mình xào một tí là cho nó hơi cháy lại một tí. Mình nêm tí xíu muối. Rồi mình nêm tí xíu muối vô nè. Xong bỏ một chút cà no. Bỏ tí xíu cà no vô để cho nó vừa ăn á thì. Đó. Bỏ tí cà no vô. Xong rồi bắt đầu mình trộn, cứ vậy mình trộn cho đến khi mà nó ráo xuống, ốc nó chín. Đó. Cứ vậy mình trộn hoài nha. Trộn cho khi nào mà nè ốc nó mở miệng là nó sắp chín rồi nè. Mình cứ trộn vậy đi, mình trộn đến khi mà nó ráo xuống như là mình xào mà cho nó thơm vậy đó. Rồi, bây giờ sản phẩm đã hoàn thành. Mọi người có thể làm một chén mắm gừng hoặc là một chén muối tiêu chanh cũng được, tùy theo sở thích của mọi người nè. Ốc này mình ăn rất là bổ nha, tại vì ốc này á nó chỉ có ăn cây thuốc thôi. Nhưng mà phải phân biệt được giữa ốc núi Bà Đen và ốc nơi khác nha. Tại vì mỗi khu vực sống của nó ăn khác nhau. Nếu mà như ốc ở núi Bà Đen á thì nó chỉ ăn cây thuốc thôi, tại vì núi Bà là còn rừng thiên nhiên cho nên nó rất là nhiều loại cây thuốc. Mà mỗi khi mà muốn bắt ốc này á là người ta phải đi lên tới tận gần đỉnh núi Bà Đen. Rồi á phải đi vào ban đêm. Mà phải khi trời mưa nữa, trời mưa mà mưa to cũng không được, mưa dạng mưa râm á thì mới có, mà mưa to nó cũng không có nữa. Cho nên là ốc này rất là hiếm, mà ăn á lại nên thuốc. Ốc này là ăn trị bệnh nữa nè. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Rồi. Đó mọi người cùng thưởng thức ốc nha. Đây. Mình đúng rồi, mình ăn như vậy đó, mình ăn hết luôn, mình không bỏ được, mình không bỏ cái nào hết nha, tại vì cái phần cứt của nó là cũng là toàn là ra thuốc thôi. Trời, thưởng thức lại đi. Phần thuốc của nó, phần cứt của nó là toàn là thuốc thôi. Tại vì nó không ăn đất, không ăn trùng, không ăn những cái con vật gì hết á. Nó chỉ ăn lá cây thôi. Ngon á. Đây, đây, đây. Khui khui con mới đi nè. Nè cả nhà cùng coi nè. Đó, mình khui ra hết luôn. Xong rồi mình chấm nè. Đó, từ từ thôi. Đó, mình chấm muối tiêu chanh nha. Tại vì ở đây thích ăn muối tiêu chanh. Từ từ. Bỏ vô miệng từ từ, ăn nhanh quá à. Đó. Mình ăn hết như vậy luôn đó. Rất là ngon nha. Còn nữa. Còn nữa hả? Mời cả nhà cùng thưởng thức ốc nha. Đây. Con ốc. Bắt đầu mình khui nó ra. Nhớ là mình ăn hết luôn nha. Đó, Phan cho nhìn con đó tí. Nó mình ăn hết luôn cái phần đít của nó. Tại vì á, con này, con ốc này á, nó không ăn những cái loại côn trùng hay là ăn đất ăn gì hết. Nó chỉ ăn lá cây thuốc thôi. Nói chung là lá cây là nó sẽ ăn. Đó. Rồi bắt đầu mình bỏ vô miệng mình ăn hết luôn. Quá ngon. Nhà thấy không? Nếu là mình phải xào gừng, mình xào với gừng thì nó sẽ thơm hơn, thì mỗi người sở thích khác nhau. Nó mình khui mình lấy mình ăn hết luôn, mình không bỏ cái gì hết. Rồi mình chấm. Đó, xong mình bỏ vô trong miệng. Đúng rồi, mình thưởng thức nó. Ăn cái này cực kỳ tốt nha.